cơm trắng bà con ai cũng biết cơm trắng rồi đúng không? Cơm trắng là nó tinh bột rất là nhiều, cơm là tinh bột rất là nhiều. Cho nên những người không ăn được cơm trắng là những người có bệnh nè, tăng cường đường huyết nè, đó, người có bệnh tiểu đường nè, tim mạch, béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, mệt mỏi, ể oải. Đó là những người không ăn được cơm trắng. Cơm trắng nó tinh bột nhiều, nhưng mà những người không ăn được là nó tăng cường đường huyết nè, người có bệnh tăng cường đường huyết, người có bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng cân, mệt mỏi, ể oải. Đó là những người không ăn được cơm trắng. Ngoài ra cơm trắng nó rất tốt cho sức khỏe. Cơm trắng nó tốt cho sức khỏe là người lớn tuổi 65 tuổi trở lên, trẻ em 10 tuổi trở xuống là bị viêm dạ dày, loét tiểu đường, người bị tiêu chảy, người bệnh thận, mệt mỏi, mãn tính, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, cơ thể suy nhược, hoa mắt, chóng mặt. Đó là nên làm tốt cho những người này. Và như vậy thì còn ăn một ngày chỉ còn một chén là đủ rồi, còn ăn tất cả các thứ khác. Trẻ em với nữ là một ngày là một chén đó nha bà con. Cho nên đó, nam làm nặng nhọc hơn thì hai chén ăn bún bánh phở để cho nó giảm bớt cái tinh bột. Nhưng mà ăn một ngày là một chén cơm nhỏ thôi cho nữ và trẻ em. Nam là một chén rưỡi, nam làm việc nặng nhọc thì hai chén. Còn ta ăn bún bánh phở gì cho nó giảm bớt tinh bột là tốt. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi.